Thân chào các em học sinh đã đến với tiết học địa lý 7. Cô cùng các em đã tìm hiểu về hai môi trường trong đới nóng, đó là môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới. Và ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về môi trường thứ ba, đó là môi trường nhiệt đới gió mùa. Tiết 7, bài 7, môi trường nhiệt đới gió mùa. Trong bài này các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, khí hậu. Và nội dung thứ hai, các đặc điểm khác của môi trường. Cô trò chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, khí hậu. Các em hãy quan sát lược đồ hình 5.1, lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng và xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa. Vị trí đó thuộc khu vực nào? Môi trường nhiệt đới gió mùa được ký hiệu bằng màu tím. Như vậy thì quan sát vào lược đồ thì các em có thể thấy được đây là vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên trái đất. Và vị trí này là nó thuộc khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Như vậy thì môi trường nhiệt đới gió mùa có ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Như vậy thì các em có biết gió mùa là gì? Gió mùa là loại gió thổi theo mùa và đổi hướng theo mùa. Hướng gió được thay đổi gần như ngược chiều nhau giữa mùa đông và mùa hạ. Phạm vi hoạt động của gió mùa mở rộng ở nhiều nơi trong môi trường đới nóng, nhưng chỉ có ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á là thể hiện rõ nét nhất. Các em hãy quan sát lược đồ hình 7.1, lược đồ gió mùa mùa hạ, và hình 7.2, lược đồ gió mùa mùa đông ở Nam Á và Đông Nam Á. Và các em hãy nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Gió mùa mùa hạ được ký hiệu bằng mũi tên màu đỏ, và gió mùa mùa đông được ký hiệu bằng mũi tên màu xanh. Các em sẽ quan sát vào hình 7.1. Vào mùa hạ thì gió thổi theo hướng này. Tức là vào mùa hạ thì gió thổi theo hướng Tây Nam, và gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vào trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Vào mùa đông thì gió thổi theo hướng Đông Bắc, và gió thổi từ lục địa châu Á đi ra khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Như vậy ở đây thì ta có được nhận xét như sau. Vào mùa hạ thì gió thổi từ hai đại dương lớn, đó là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không khí mát mẻ, hơi ẩm cao và gây mưa lớn. Vào mùa đông thì gió thổi từ lục địa châu Á đi ra, đem theo không khí khô và lạnh, ít mưa. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 7.1 và 7.2 và giải thích vì sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông. Các em sẽ quan sát vào bảng chú thích về lượng mưa. Màu vàng là lượng mưa dưới 250mm mưa ít nhất, và màu xanh đậm nhất là lượng mưa trên 1500mm lượng mưa cao nhất. Như vậy thì các em quan sát vào mùa hạ thì cái nền màu ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á nó rất là đậm. Như vậy thì chứng tỏ là vào mùa hạ mưa rất là nhiều. Còn vào mùa đông thì cái nền màu nó nhạt và màu vàng chiếm diện tích lớn. Vậy thì vào mùa đông thì lượng mưa rất là ít. Vì sao? Như vậy thì vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Là do ảnh hưởng của gió mùa và địa hình, cho nên dẫn đến cái sự chênh lệch về lượng mưa giữa hai mùa là mùa đông và mùa hạ. Vào mùa hạ thì các em thấy là gió đã thổi theo hướng Tây Nam, từ hai đại dương đó là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đi vào trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Khi gió thổi từ biển vào thì nó mang theo hơi ẩm, độ ẩm lớn, sẽ gây mưa cho cái khu vực đó. Ngoài ra thì ở Nam Á còn có dãy Himalaya. Dãy Himalaya này có tác dụng chắn gió. Khi gió thổi từ đại dương đi vào thì dãy Himalaya này chắn lại, và cái hơi ẩm, độ ẩm được giữ lại cho khu vực Nam Á nhiều hơn. Cho nên vào mùa hạ
thì khu vực Nam Á và cả khu vực Đông Nam Á đều có mưa nhiều. Vào mùa hạ thì gió thổi từ biển vào trong đất liền, mang theo hơi ẩm lớn cùng với địa hình chắn gió của dãy Himalaya làm cho mưa nhiều. Còn vào mùa đông thì gió thổi từ lục địa châu Á đi ra. Gió thổi từ lục địa châu Á này thổi từ vùng ôn đới xuống, cho nên nó mang tính chất là lạnh. Và nó thổi từ lục địa đi ra thì nó mang tính chất rất là khô, cho nên vào mùa đông thì gió rất là lạnh, khô, cho nên là gây mưa rất là ít. Vào mùa đông thì gió thổi từ lục địa ra, mang theo không khí lạnh, khô, mưa ít. Các em hãy quan sát vào hình 5.1, lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng và xác định vị trí của hai địa điểm Mumbai và Hà Nội. Quan sát vào trong lược đồ thì các em có thể thấy được đây là vị trí của hai điểm. Mumbai nằm ở vĩ độ 19 độ Bắc và Hà Nội nằm ở vĩ độ 21 độ Bắc. Và các em sẽ quan sát vào trong biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội ở hình 7.3 và biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Mumbai, Ấn Độ trong hình 7.4. Các em sẽ quan sát hai biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hai địa điểm này và nêu nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ ở Hà Nội có gì khác so với ở Mumbai và giải thích tại sao? Đầu tiên thì các em sẽ nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở hai địa điểm Hà Nội và Mumbai, và các em sẽ hoàn thành vào trong bảng dưới đây. Hai địa điểm này cùng nằm ở bán cầu Bắc, và ở bán cầu Bắc mùa hạ là từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa đông là từ tháng 11 đến tháng 4. Như vậy thì các em sẽ tiến hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hai địa điểm này. Đầu tiên thì cô sẽ phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội. Về nhiệt độ cao nhất vào mùa hạ đó là 29 độ C vào tháng 6, tháng 7. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông đó là 16 độ C vào tháng 1. Biên độ nhiệt năm 13 độ C. Tiếp theo là biểu đồ ở Mumbai. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hạ là 28 độ C vào tháng 4, tháng 5. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là 23 độ C vào tháng 2. Biên độ nhiệt năm là 5 độ C. Về lượng mưa thì đây là môi trường đới nóng, cho nên những tháng mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trên hoặc bằng 100mm. Lượng mưa vào mùa hạ, tức là mùa mưa, thì sẽ là những tháng mưa nhiều. Ở Hà Nội, mưa nhiều là từ tháng 5 đến tháng 10, và ở Mumbai là từ tháng 6 đến tháng 9. Vào mùa đông, tức là mùa khô, sẽ là mùa mưa ít. Ở Hà Nội, mưa ít là từ tháng 11 đến tháng 4 và ở Mumbai là từ tháng 10 đến tháng 5. Về tổng lượng mưa, ở Hà Nội là 1.722mm và ở Mumbai là 1.784mm. Diễn biến nhiệt độ ở Hà Nội có gì khác ở Mumbai, giải thích tại sao? Thì các em quan sát vào hai biểu đồ thì các em có thể thấy là vào mùa hạ, nhiệt độ ở Hà Nội và Mumbai đều trên 20 độ C. Vào mùa đông thì Hà Nội nhiệt độ giảm xuống 20 độ C, giảm xuống dưới 20 độ C, trong khi đó Mumbai thì nhiệt độ vẫn trên 20 độ C. Lý do đó đã làm cho biên độ nhiệt ở Hà Nội cao hơn ở Mumbai. Cả hai nơi này đều nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhưng biểu hiện về thời tiết ở hai nơi này khác nhau và do chịu ảnh hưởng của vĩ độ và địa hình ở mỗi nơi khác nhau. Ở Hà Nội thì
nằm ở vĩ độ 21 độ Bắc. Như vậy khi những đợt cái gió mùa đông tràn về thì Hà Nội sẽ đón nhận những cái đợt gió này sớm hơn so với Mumbai. Mumbai nằm ở vĩ độ 19 độ Bắc. Ngoài ra thì Mumbai còn có dãy Himalaya chắn gió. Dãy Himalaya này sẽ làm cho cái khu vực có gió thổi về lạnh khô. Còn khi gió vượt qua Mumbai thì gió đã trở nên ấm áp hơn. Cho nên vào mùa đông thì ở Mumbai nhiệt độ vẫn trên 20 độ C. Vậy thì từ cái bảng số liệu mà chúng ta phân tích thì các em có nhận xét gì về đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa? Khí hậu nhiệt đới gió mùa có đặc điểm là nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C, biên độ nhiệt khoảng 8 độ C. Trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung từ 70 đến 95% lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, có mưa với lượng nhỏ, lượng mưa trung bình năm trên 1.500mm trên năm. Thời tiết diễn biến thất thường, có năm mưa nhiều, năm mưa ít, có năm mưa đến sớm và có năm mưa đến muộn. Như vậy thì khí hậu nhiệt đới gió mùa có thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? Về thuận lợi, nhiệt độ trung bình năm cao trên 20 độ C và nắng quanh năm làm cho cây trồng, vật nuôi phát triển quanh năm. Nhiệt ẩm dồi dào đã tạo điều kiện cho sinh vật sinh trưởng thuận lợi, thực hiện được các biện pháp tăng vụ, gối vụ, xen canh, thâm canh. Sự phân mùa khí hậu làm cho sản phẩm nông nghiệp đa dạng. Về những khó khăn, nhiệt ẩm dồi dào nên có nhiều dịch bệnh phá hoại mùa màng và vật nuôi. Lượng mưa tập trung vào một mùa dễ dẫn đến lũ lụt. Một mùa ít mưa dẫn đến khô hạn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Lượng mưa lớn trong điều kiện rừng cây bị phá trụi ở miền núi, làm đất đai bị xói mòn. Khô hạn trong mùa khô làm mở rộng hang mạc hóa đất đai. Cô cùng các em vừa tìm hiểu xong phần 1 khí hậu. Và bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2 là các đặc điểm khác của môi trường. Trong môi trường nhiệt đới gió mùa thì nhịp điệu mùa có ảnh hưởng lớn tới cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của con người trong khu vực. Các em hãy quan sát vào hình 7.5 rừng cao su vào mùa mưa và hình 7.6 rừng cao su vào mùa khô trong sách giáo khoa trang 25, hoặc các em có thể quan sát lên trên màn hình. Nhận xét về sự thay đổi cảnh sắc của thiên nhiên qua hai hình và cho biết nguyên nhân của sự thay đổi đó. Các em thấy vào mùa mưa thì rừng cao su xanh tốt, còn vào mùa khô thì rừng cây úa vàng và rụng lá. Nguyên nhân là do lượng mưa và sự phân bố mưa trong năm có sự khác nhau. Đọc nội dung trong sách giáo khoa và các em có nhận xét gì về cảnh quan của môi trường nhiệt đới gió mùa? Cảnh sắc thiên nhiên của nhiệt đới gió mùa biến đổi theo mùa, theo không gian, tùy vào lượng mưa và sự phân bố mưa trong năm mà có các cảnh quan khác nhau, như là rừng cây nhiều tầng, rừng cây rụng lá vào mùa khô, đồng cỏ cao nhiệt đới, rừng ngập mặn. Với những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo điều kiện cho động vật phát triển như thế nào? Là môi trường sống thuận lợi cho nhiều loài động vật khác nhau, kể cả những loài ở trên cạn và những loài ở dưới nước. Tại sao dân cư lại tập trung đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa? Vì đây là môi trường thích hợp cho việc trồng cây lương thực, đặc biệt là cây lúa nước và cây công nghiệp. Chính vì vậy, đây là nơi sớm tập trung đông dân trên thế giới. Đây là toàn bộ nội dung của bài 7, Môi trường nhiệt đới gió mùa. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình.
Các em sẽ có một số câu hỏi để củng cố lại bài học hôm nay. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Môi trường nhiệt đới gió mùa phân bố điển hình ở khu vực nào trên trái đất? Đáp án chính xác là câu A, Nam Á, Đông Nam Á. Câu 2. Loại gió nào mang lại lượng mưa lớn cho môi trường nhiệt đới gió mùa? Đáp án là câu C, gió mùa Tây Nam hay còn gọi là gió mùa mùa hạ. Câu 3. Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là? Đáp án đúng là câu B, hướng đông bắc. Câu 4. Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa? Đó là rừng rậm xanh quanh năm, câu D. Câu 5. Cây lương thực đặc trưng ở môi trường nhiệt đới gió mùa là gì? Đáp án là câu B, cây lúa nước. Nội dung của bài 7 đến đây là kết thúc. Và cô có một số nội dung cần dặn dò các em như sau. Các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và làm bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 25.